thú vị và các bạn theo nhiều người bán giấy số dạo các năm trước vào dịp tết giấy số tại miền tây bán rất đắt do vậy nhiều bà con bán dạo thường tranh thủ lấy thêm giấy số để bán kiếm tiền tiêu tết nhiều người muốn nhận thêm giấy số để bán nhưng không được đại lý phân phối Chủ một đại lý vé số tại Cần Thơ cho biết, do khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ có đông lao động từ cả nước về làm việc, Tết họ về quê hết nên vé số sẽ bị dư. Ngược lại, người dân đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh và các nơi sẽ về quê ăn Tết nên lượng vé số bán những ngày Tết ở miền Tây sẽ rất mạnh. Ngay cả lượng vé số dư tại thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ đưa về miền Tây vẫn bán hết. Bà Nguyễn Thị Liễu, 74 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ cho biết, mỗi ngày bà bán 3 cùi vé số, tức 120 vé một cùi, tương đương 360 tờ. Còn vào dịp Tết, có đến 6-7 đến cùi vé số bà cùng bán hết.